Choáng Super Cup, nơi tìm ra nhà vô địch đích thực, nâng cao danh hiệu cao quý. Hàn Quốc, cái nôi eSports châu Á, đối thủ mà mọi game thủ đều phải ra trực. Indonesia, tư duy chiến thuật đỉnh cao, khả năng phối hợp đẹp mắt là những gì mà những chiến binh Garuda có thừa. Khoa học, kiên trì và vô cùng thực dụng, Nhật Bản hứa hẹn sẽ đem đến sự mới mẻ cho giải đấu. Trung Quốc từng là cơn ác mộng với rất nhiều đối thủ, những chú ngựa ô Hồng Kông sẵn sàng tạo nên những điều đặc biệt. Thái Lan, bầy voi chiến xứ chùa vàng, quyết tâm cho mục tiêu cao nhất. Và chủ nhà Việt Nam, đại diện quen mặt ở giải đấu tầm cỡ, sở hữu dàn game thủ tài năng, bao gồm đương kim vô địch Đông Nam Á hiện tại. Đặc biệt, hai game thủ xuất sắc nhất giành tấm vé vào chung kết giải đấu sẽ có cơ hội so tài với hai game thủ hàng đầu thế giới, bao gồm Etorito, game thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Juventus, hai lần vô địch thế giới, và một game thủ giấu tên hàng đầu thế giới khác, hứa hẹn sẽ đem đến những trận cầu ở chất lượng cao nhất. Ai sẽ trở thành nhà vô địch? 6 bảng đấu, 24 game thủ và 51 cuộc so tài nảy lửa. Toàn bộ giải đấu sẽ được trực tiếp độc quyền trên hệ thống Official PES Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 16 tháng 6. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 55 triệu đồng cho Super Cup hơn cả một giải đấu. Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đồng hành với nhau trong một trận đấu của Choáng Super Cup. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi đấu bán kết. Trận thi đấu bán kết đầu tiên giữa Romi và Marucci, đại diện của Indonesia đối đầu với đại diện của Hàn Quốc. Và thêm một lần nữa thì chúng tôi xin phép được gửi lời cảm ơn sự đồng hành của nhà tài trợ Choáng với giải đấu này. Và có lẽ là cũng không để mọi người chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng bước vào với trận thi đấu đầu tiên ở trong cuộc đối đầu ở vòng thi đấu bán kết nha anh em nhé. Và các bạn có một chút lưu ý nhé, là sang vòng thi đấu bán kết thì chúng ta sẽ chơi với thể thức bo 7, nghĩa là chạm 4. Bên nào chạm 4 trước thì bên ấy sẽ giành chiến thắng. Vâng, và chúng ta sẽ bước vào trận thi đấu đầu tiên. Marucci chứ? À, như này là luồng Marucci. Vâng, trong trận đấu này thì ngay lập tức Romi cùng với Marucci lựa chọn cho mình những đội team mạnh nhất ở trong cái bản này, đó là Bayern Munich. Vâng, với Bayern Munich thì đương nhiên là những cái tên tốt nhất sẽ được huy động ở trong ngày hôm nay. Vâng, chúng ta có thể nhìn thấy là Robert Lewandowski, Müller, Gnabry, Costa. Hai tay chơi này có một cái đội hình rất giống nhau. 2 CF, 2 AM, lệch cánh, 1 CM ở giữa và 1 DM. Hai ông này copy nguyên cái đội hình của nhau luôn. Việt Nam bị loại gần hết, còn mà đúng một đại diện đó là game thủ Quang Bắc Sa. Ngày mai thì Quang Bắc Sa sẽ đi đấu trận đấu của mình. Ok, và chúng ta sẽ cùng đến với trận thi đấu này. Xin chào anh em mới vào nhá. Các bạn dự đoán là cái tên Romi và Marucci thì ai sẽ là người góp mặt trong trận thi đấu chung kết đây? Xin chào Hồ Sĩ Quyết, xin chào OK Man. Và mình xin được nhắc lại một lần nữa nhá, là trong trận thi đấu này thì Bayern tay 1 là Romi và tay 2 đó là Marucci. Trận đấu này thì cả hai cùng mang đến cho chúng ta đội bóng mạnh nhất của họ luôn. Có lẽ là ai cũng muốn có cho mình chiến thắng đầu tay rồi. Vâng, và bây giờ là pha kick off dành cho Romi. Hai bên vẫn đang duy trì vạch trung bình, đây là Goretzka. Trận đấu sẽ diễn ra ở thể thức bo 7 nha anh em nhé, các bạn đừng quên. Ông Marucci lại còn không hiện tên trên đầu nữa. Nhưng thôi không sao, đây toàn là mấy ông nổi tiếng thì tôi cũng đọc được. Pavard. Chỉ sợ mỗi cái là đá giải thái mà có mấy ông player không để hiện tên thì đúng là bó tay. Sẽ có một tình huống phạt góc dành cho Marucci. Marucci cũng chính là tay chơi đã loại game thủ Quân Bi ở vòng thi đấu tứ kết. Đó là một ngày thi đấu phải nói là rất cay đắng dành cho Quân Bi, khi mà Bi để thua hai trận thi đấu đầu tiên ở loạt đá phạt đền.
Và sau đó có lẽ là vì tâm lý không còn đủ tốt nữa thì chúng ta đã để thua tương đối đơn giản trong trận thi đấu còn lại. Koreka. Đây là Koreka bên phía Marucci. Alphonso Davies. Chưa được. Cơ hội dứt điểm dành cho Marucci. Đó là một pha dứt điểm vẫn còn đơn giản của Robert Lewandowski. Và xin chào bạn Thanh Thảo. Và các bạn có thể dự đoán nhẹ xem là trận thi đấu này thì các bạn nghiêng về tay chơi nào. Rất nguy hiểm. Kể từ vòng knockout đến bây giờ thì mình có một cái sự dự đoán rất chính xác. Từ vòng 18 thì mình đã dự đoán Romi, Marucci là những người sẽ vào vòng trong, kể cả trường hợp mà Elga để bị loại bởi Park nữa. Xem ra thì những tay chơi được đánh giá cao hơn ở các vòng trước thì thường lại bị loại trước. Chúng ta có thể nhìn thấy là Ferry bị loại, Elga bị loại, Quân Bi bị loại, game thủ Tâm Figo bị loại. Và biết đâu ngày hôm nay thì điều đó cũng sẽ xảy ra. Tôi nghĩ là trước trận thi đấu này thì Marucci sẽ được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút. Hãy cùng xem là liệu Romy có thể làm nên một điều bất ngờ. Romy là một thành viên của Just Gaming. Nabri, Goretzka, Costa. Vẫn đang là những tình huống chơi có phần ép sân của Marucci. Anh ta đang nâng lên vạch 4 rồi. Đây là một phong cách chơi rất quen thuộc của Marucci trong những phút đấu đầu tiên của mỗi trận. Phối hay quá. Nhưng Müller ngay lập tức bị kẹp xong. Vẫn đang là Seth Nabri. Quang sẽ đá vào ngày mai. Game thủ Quang Bắc Sa sẽ đá vào ngày mai với thể thức bò 7 cũng giống như trận thi đấu này. Ngày hôm nay thì chỉ có duy nhất Romy đối đầu với Marucci nha anh em nhé. Ngày hôm nay sẽ là bán kết 1 và ngày mai là bán kết 2 và ngày kia thì chúng ta sẽ đến luôn với trận thi đấu chung kết. Bán kết thì chúng ta đá bò 7 và chung kết thì chúng ta chơi bò 9. Kimmich vẫn đang là vạch thi đấu trung bình dành cho Romy. Ở trong những trận thi đấu ở những vòng thi đấu trước thì Romy có cho mình một lối chơi tấn công tương đối khoáng đạt. Kể cả khi mà anh phải đối đầu với Ferry cũng là một người chơi tấn công thậm chí còn hay hơn chính bản thân mình. Tuy nhiên thì Romy cho thấy được một điểm rơi phong độ rất tốt ở trong giải đấu này. Nếu như các bạn theo dõi E-League Thái Lan thì các bạn cũng biết là Romy chỉ là một thành viên rất bình thường của Just Gaming thôi. Anh chưa bao giờ được đảm nhiệm vai trò đá solo và cũng không phải là thành viên quan trọng nhất trong những trận thi đấu co-op. Những điểm rơi phong độ của Romy tại giải đấu này thậm chí còn tốt hơn cả những người đồng đội như Ferry và Elgar. Koreka. Serge Gnabry. Pha xử lý tương đối bình tĩnh của Marucci. Serge Gnabry. Gnabry. Müller. Một pha phối nhanh không thành công của game thủ Romy. Nhiều khi là mình cứ bị nhầm Romy với Ferry anh em ạ. Costa. Nhầm cách đọc thôi. Sai lầm này. Và suýt chút nữa là một tình huống sai lầm tương đối quen thuộc ở trong cái trò chơi này. Gnabry. Đây là Benjamin Pavard. Đường truyền dành cho David Alaba. Tính chất của một trận thi đấu bán kết khiến cho cả hai đang chơi quá thận trọng. Việt Nam còn duy nhất một đại diện, đó là game thủ Quang Bắc Sa. Chính xác hơn thì Marucci là tay chơi của Hàn Quốc không phải của Nhật nha anh em nhé. Rất nguy hiểm, không vào. Có thể nói đây là cơ hội đáng chú ý nhất của trận đấu cho đến lúc này. Việt Nam còn duy nhất game thủ Quang Bắc Sa và ngày mai thì game thủ Quang Bắc Sa sẽ phải đối đầu với một trong số những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Đó là Evander. Evander mùa giải năm nay có một phong độ phải nói là tuyệt vời. Ở vòng thi đấu 1-8 thì anh loại tay chơi kỳ cựu của PES Việt đó là game thủ Tâm Figo. Ở vòng thi đấu tứ kết thì Evander cũng đã xuất sắc loại Venezuelan. Và ở trận thi đấu vào ngày mai
thì tôi nghĩ rằng sẽ là một thử thách rất lớn dành cho game thủ Quang Bắc Sa. Đây là Serge Gnabry. Koreka. Vâng, tín hiệu hình ảnh nó đang hơi bị giật một chút, không rõ là có lẽ là tình hình mạng bên phía Marucci đang không tốt. Costa không được rồi. Bây giờ sẽ vào bóng dành cho Marucci. Douglas Costa. Đó, trong bốn cái tên còn lại ở trong cái giải đấu này đó là Marucci, game thủ Romi, game thủ Quang Bắc Sa và game thủ Evander, thì các bạn nghiêng về tay chơi nào nhất? Nếu như mà chúng ta bỏ qua cái việc chúng ta sẽ cổ vũ hết mình cho game thủ Quang Bắc Sa, thì khách quan các bạn nghĩ ai sẽ là người lên ngôi và sẽ có cơ hội thi đấu với Etorito? Schuller. Như vậy là sẽ có một quả đá phạt dành cho Romi. Người thực hiện rất có thể sẽ là Joshua Kimmich. Một tình huống on goal của Marucci. Rất nguy hiểm và bàn thắng dành cho Romi. Một tình huống dứt điểm gọn gàng vào góc bánh chưng, và người ta vẫn thường nói là một cú đá vào góc chết. Và tỷ số được mở dành cho tay chơi của Indonesia. Phải nói rằng đó là một cú đá hoàn hảo. Đây là trận thi đấu bán kết nha anh em nhá. Vâng, chắc là các anh em lên livestream quên mất chưa sửa caption từ ngày hôm qua nên là anh em thông cảm nhá. À, chính xác là cái thông tin ở trên màn hình. Vâng, có thể là bọn mình hơi sơ suất một tí. Và rất cảm ơn Justin đã có một lời nhắc. Costa. Phải nói rằng đây là một giải đấu mà các tay chơi Indonesia có một phong độ rất cao. Từ Romi cho đến Evander, trên con đường mà họ đến với vòng thi đấu bán kết này thì họ đều đã vượt qua những tay chơi rất sừng sỏ. Napri. Trong khi đó thì Marucci vẫn đang gặp khó. Kimmich. Koreka. Marucci mặc dù đã có mặt ở vòng thi đấu bán kết nhưng cách mà anh ta vượt qua những đối thủ của mình ở các vòng trước cũng chưa phải là một điều gì đó thực sự rõ ràng. Đương nhiên, thắng thì đơn giản, được coi là mạnh hơn, là có phong độ tốt hơn. Nhưng với cá nhân mình thì mình chờ đợi nhiều hơn ở một tay chơi có mặt ở vòng thi đấu bán kết. Ở vòng thi đấu trước thì Marucci đã vượt qua game thủ Quân Bi với 2 trận thắng ở trên cự ly 11m. Và đương nhiên là tính hên xui của nó rất cao. Và sau khi mà anh đã có được 2 chiến thắng, có nghĩa là 2 chiến thắng làm vốn rồi, thì đương nhiên là trận 3 đá kiểu gì cũng thắng thôi, bởi vì tâm lý đã quá bay rồi. Costa rất nguy hiểm và tỷ số được nâng lên là 2-0 dành cho game thủ Romi. Xin chào Siêu Tuấn. Trong khi đó thì ở vòng thi đấu trước nữa, khi mà Marucci đối đầu với tay chơi Kevin Lau Lưu, thì anh cũng cần phải nhờ đến luật đá luân lưu mới có thể định đoạt được tấm vé của mình. Nhìn chung là so với những tay chơi như Romi, như Evander, với những người có được những chiến thắng thực sự hủy diệt ở các trận thi đấu trước, thì Marucci người ta vẫn chưa nhìn thấy quá nhiều thứ đặc biệt ở tay chơi này. Serge Gnabry. Các game thủ Indo thì cứ đá giao hữu vui vui ấy, gọi là đá cho vui ấy, thì gần như là họ không đá đâu, họ chỉ gọi là cưỡi ngựa xem hoa thôi, vẩy vẩy vài đường cơ bản thôi. Nhưng mà cứ giải đấu nào, là cứ cái kèo đấu nào mà có tiền ấy, đánh vào kinh tế ấy, anh em ạ, thì họ sẽ try hard hết sức. Robert Lewandowski truyền xuống, không được. Lucas. Vâng, Tiền Linh mà comment là khách quan, thì từ trước đến giờ game thủ Quang Bắc Sa vẫn luôn là ứng cử viên hàng đầu sáng giá nhất.
Vâng, ngày hôm qua thì Tabi đã bị loại bởi chính game thủ Quang Bắc Sa. Đó là một sự tiếc nuối rất lớn dành cho người hâm mộ của Best Việt, khi mà đó là những game thủ mà người ta kỳ vọng rất nhiều là có thể tiến thật sâu, ít nhất là vòng thi đấu bán kết, chứ không phải là phải loại nhau ở vòng thi đấu tứ kết. Schuller. Việt Nam còn duy nhất game thủ Quang Bắc Sa. Đây là Douglas Costa, Joshua Kimmich. Müller. Đẩy xuống dành cho Kimmich. Chưa được rồi. Müller, Marucci vẫn chưa có một pha tấn công nào thực sự rõ nét ở trong trận thi đấu này. Đẩy xuống, không được. Bóng quay trở lại với Müller. Với thể thức bo 7 thì bất cứ một game thủ nào chạm cho mình 4 chiến thắng trước thì đó sẽ là game thủ góp mặt trong trận thi đấu chung kết. Sai lầm của Marucci. Một trận đấu mà người ta không thấy được điểm mạnh của tay chơi người Hàn Quốc, đó là tính kỷ luật. Koreka. Douglas Costa. Thực ra thì bên PES cũng có rất nhiều skill khác nhau, cũng giống như FIFA thôi, hay là cũng giống như rất nhiều những trò chơi bóng đá khác. Tuy nhiên thì có một đặc điểm mà mình khá thích ở PES, đó là việc để thực hiện được ra những cái skill đấy đòi hỏi một sự nhuần nhuyễn, một sự tập luyện cao. Müller quá cẩn thận tới từ Rome, và đó không phải là một điều cần thiết, nhưng mà chắc là cũng đủ rồi. 2-0 phút thiếu thứ 86. Vâng, thứ nhất là làm thế nào để ra được một động tác kỹ thuật trong PES đã là một cái điều mà những người chơi bình thường rất khó làm ra. Thứ hai là làm sao để dùng cái động tác đấy và qua người thành công chẳng hạn, thì nó lại là một cái câu chuyện khác nữa. Đấy, cho nên là mình thấy đó cũng là một cái nét rất thú vị. Chứ còn nếu như mà cứ múa ra được skill quá đơn giản thì nó lại không phải là cái hay của trò chơi này nữa rồi. Các bạn có thể nhìn thấy là những tình huống đảo chân này, double toss này, hoặc là những cái tình huống gắp bóng qua đầu, hay kể cả là một cái động tác rất đơn giản là vuông ích thôi, để chúng ta làm ra được nó thành công cũng đã là một điều không dễ rồi. Tổ hợp phím thì đúng là như vậy, nhưng ấn sao cho nó vừa vặn để tạo ra một tình huống đẹp mắt không phải là chuyện mà ai cũng làm một cách thành thạo. Đây sẽ là quả đá phạt góc dành cho Romi. Tôi nghĩ đây sẽ là một chiến thắng dành cho Romi rồi. Anh ta rất tự tin rồi. Thậm chí là những cơ hội ngon ăn anh ta còn đang chơi hơi múa một chút. Vâng, 3-0. Có lẽ là không ăn quả này thì sẽ ăn quả khác. Romi đang có một phong độ rất cao ở giải đấu này. 3-0 trước một tay chơi mà trong ngày hôm trước Quân Bi không thể có được nổi một chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức. Kingsley Coman. Ngày mai thì Việt Nam sẽ thi đấu anh em ạ, lượt trận thi đấu cuối cùng ở vòng bảng, chính xác hơn là ở vòng loại thứ hai của World Cup. Tolisso. Còn tối nay thì không có game thủ Việt Nam nào ra sân nha anh em nhé, tối nay chỉ có trận này thôi. Ngày mai thì sẽ là game thủ Quang Bắc Sa, Sané. Vẫn chưa có bàn thắng danh dự. Vâng, và rồi cuối cùng thì đã có bàn thắng danh dự dành cho Marucci. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3. Vâng, gắp bóng biết là R3 rồi, nhưng mà nếu như các bạn để ý thì động tác đấy sẽ hơi delay một chút để có thể thành công. Vâng, và chúng ta sẽ khép lại cái trận thi đấu đầu tiên này với một tỷ số rất rõ ràng là 3-1 dành cho tay chơi Romi. Một chiến thắng đương nhiên là quá thuyết phục của Romi, và tôi cũng không có nhiều điều để phân tích bởi vì anh ta chơi hay hơn so với đối thủ. Và bây giờ thì sẽ bước vào trận thi đấu thứ hai nha anh em nhé. Và thêm một lần nữa thì chúng tôi gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ Châu Á đã luôn đồng hành cùng với giải đấu. Bây giờ thì sẽ là trận thi đấu thứ ba, là trận đấu thứ hai. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ ngày mai chúng ta chơi ở bo 7 nha anh em nhé. À, hai ông này như phím nhau hay sao nhở, vừa đá giống đội hình mà vừa đá giống đội luôn. Ngày hôm qua ngày trận trước thì là hai Bayern Munich và bây giờ thì là hai Juventus. Có lẽ đây là một cái cách đối đầu với nhau để người ta nhìn được một cách trực quan nhất xem tay chơi nào là tay chơi xuất sắc hơn khi mà cả hai cùng sử dụng cho mình một đội bóng. Vâng, vào lúc 8 giờ thì sẽ diễn ra trận đấu giữa Scotland và Cộng hòa Séc, thì không biết là mọi người dành niềm tin cho ai.
trong đội hình của cả hai đều có những ngôi sao tôi nghĩ là khá nổi tiếng với mọi người. Ví dụ như Scotland thì là Scott McTominay, là Robertson, hay là McGinn, hay là Armstrong, đó là đều là những cầu thủ chơi bóng cho Ngoại hạng Anh. Trong khi đó thì với Cộng hòa Séc thì người ta cũng không khó để nhìn ra bộ đôi chơi rất bay trong màu áo của West Ham mùa vừa rồi, đó là Kufau và Suchet. Sẽ là một trận đấu tôi nghĩ là rất hấp dẫn đấy. Tuyển Anh có lẽ là sẽ nắm chắc ngôi đầu bảng. Và suất thứ hai sẽ là một cuộc cạnh tranh tương đối sòng phẳng giữa Scotland, Cộng hòa Séc cùng với Luka Modric cùng các đồng đội. Ngày xưa thì nếu mà nhắc đến Scotland thì người ta gần như là chỉ biết đến những ông như kiểu là Darren Fletcher thôi. Nhưng bây giờ thì dần dần thì họ cũng có những cầu thủ, thậm chí là có những cầu thủ mang đẳng cấp thế giới như là Robertson. Cộng hòa Séc thì trong những năm trở lại đây thì khá là vơi vớt tài năng. Vâng, có lẽ là có một cổ động viên của Romi, một cổ động viên tới từ Indonesia đang góp mặt trong live stream. Và anh ấy viết là Romi sẽ đánh bại Marucci. Thực ra thì với những người như chúng tôi, những người làm chương trình không có Việt Nam thì tôi cũng chỉ mong là một chiến thắng 4-0 xuất hiện trong ngày hôm nay. Nào Marucci, liệu anh ta có thể có được một tỷ số hòa không đây? Huyền thoại Nedved, vâng chính xác rồi, Steven Ngô. Thậm chí là Nedved có cho mình quả bóng vàng. Và đó là điều mà có lẽ là rất nhiều nền bóng đá này vẫn đang rất thèm khát. Paulo Dybala, kể cả là đội tuyển Anh. Tôi nhớ là quả bóng vàng gần nhất của nước Anh, Michael Owen đã từ thời nhà Tống rồi. Arthur Merlo, Bonucci, đâu, Arthur, bây giờ sẽ là tình huống lên bóng dành cho rất nguy hiểm, dứt điểm, đó là pha dứt điểm của Ronaldo. Cả Romi cùng với Marucci đều đang chờ vạch ba. Weston McKennie, Demiro, Arthur Merlo, Leonardo Bonucci, Paulo Dybala. Phong độ của Dybala trong mùa giải hôm nay phải nói là siêu tệ hại, và thậm chí là anh còn không được góp mặt tại Copa America, mặc dù hàng công của Argentina cũng chẳng thừa thãi ngôi sao gì cho cam. Alexandro, Kulusevski. Quang Bắc Sang ngày mai sẽ đá nha anh em nhá. Hôm nay chỉ đá duy nhất trận cặp thi đấu này thôi với thể thức bo 7. Alexandro, Kulusevski xử lý tốt. Paulo Dybala, lại là một tình huống hợp lý nữa của Rome. Dứt điểm 1-0 dành cho tay chơi người Indonesia. Một tình huống mà Rome thêm lần nữa tận dụng được sai lầm của Marucci. Các bạn có nhận ra là trong trận thi đấu này thì trong ngày hôm nay thì Marucci mắc quá nhiều sai lầm không? Vẫn tại sao đá với quân bi không mắc sai lầm nhanh đi? Rất khó hiểu tới từ tay chơi người Hàn Quốc. Đá với quân bi thì anh ta chơi rất khó chịu, chầy cối bằng được vào loạt đá luân lưu. Còn đá với Romi ngày hôm nay thì anh ta đang có quá nhiều những món quà. Ronaldo, lại là cánh trái. Đây là Kulusevski. Romi đá tốt quá nhở. Mà các anh em để ý nhá, những ông đá solo của Jude Skimming ở Elite Thái Lan thì toàn bị loại sớm thôi. Còn hai ông vào đến vòng thi đấu bán kết thì chưa bao giờ được sắp xếp đá solo, mà cũng chẳng phải là những người đá co-op chính như là Elga, Evander cùng với Romi. Chúng ta nhìn thấy là đá solo quá hay. Ramsey, Chiellini, Weston McKennie, đây là Federico Chiesa.
Arthur. À, anh nghe qua phòng vọ anh cũng có vào giải thích một chút là do đá Indo nó lag lắm. Đá với Việt Nam mình mạng mượt hơn nhiều. À, thì ra là như vậy. Thế chứng tỏ là các tay chơi Indo có lợi thế quá nhỉ. Dybala. Kiesa. Weston McKennie. Pha đẩy xuống dành cho Cristiano Ronaldo. Kulusevski. Những tình huống phối hợp trông rất xa nhau của Marucci. Ramsey. Arthur Merlot. Việt Nam mình còn duy nhất con Baxa thôi nhé bạn nhé. Làm gì đây? Kulusevski. Ui, một pha phối hợp quá nét của Rome nhưng rất tiếc là anh ta không may mắn. Một tình huống mà chúng ta nhìn thấy là đường truyền vào trong khiến cho hàng phòng ngự của Marucci hoàn toàn không biết là trái bóng đến với ai. Double toss rất khéo. Bắt đầu có những tình huống phô diễn và chơi bay của Romi rồi. Kia xa. Arthur. Dybala. Một tình huống double top trông khá cồng kềnh của Marucci nhưng mà anh ta vẫn có thể đem về một quả đá phạt. Quả này có thể coi là một cơ hội đấy. Tôi nghĩ là Marucci nên chắt chiu. Vào luôn. Một đều. Và chúng ta nhìn thấy là khả năng đá phạt của cả Rumi cùng với Marucci ngày hôm nay là quá tuyệt vời. Weston McKennie. Alexandro. Rabiot. Trận đấu quay về trở lại với vạch xuất phát nhưng nếu như cứ đá như thế này thì Marucci rất có thể sẽ thua thêm. Hàng phòng ngự của anh ta đang để ra quá nhiều khoảng trống dành cho những Ronaldo hay Paulo Dybala. Đang chơi ở vạch 5 tới từ Romi, anh hiểu rằng là bóng này sẽ là bóng cuối. Không có cơ hội phản công dành cho tay chơi người Hàn Quốc. Người thực hiện sẽ là Paulo Dybala. Đánh đầu, quá lợi hại. Đó là cú đánh đầu của trung vệ Bonucci. Nhưng thêm lần nữa thì khung thành đã từ chối bàn thắng dành cho Romi. Và tỷ số vẫn chỉ đang là một đều. Bây giờ sẽ là cú kick off dành cho tay chơi Marucci và ngay lập tức thì Romi tụt về vạch 1. Arthur Merlot, Weston McKennie. Vâng, có khi nào là Romi sẽ làm nên chuyện ở giải đấu này không anh em? Cảm giác như một cái tay chơi mà tên tuổi của anh ta không lớn bằng những người khác và cũng không được đặt quá nhiều kỳ vọng. Thì anh ta lại đang chơi với một cái tâm lý nó rất thoải mái. Qua mắc sang ngày mai gặp Evander. Vâng, ok Steven Ngô mình cũng mong như vậy. Thực ra nhá, với cái giải đấu này này thì nếu như mà người ta bảo là chọn ra những cái tên gọi là nổi tiếng nhất, nghe có vẻ là giống vô địch nhất, đúng không? Thì rất có thể thứ nhất sẽ là ôi nguy hiểm quá, Paulo Dybala Marucci lại có bàn thắng chăng? Không được rồi. Thì người ta thông thường sẽ nhắc đến những cái tên như là Quang Bắc Sa, Tâm Figo hay là Tabi Tuấn Anh đúng không ạ? Quay on goal lên hợp lý của Rome nhưng sau đó thì anh ta đen. Ronaldo đứng ở đúng ở đấy luôn và tỷ số được nâng lên là 2-1 dành cho Marucci. Rabiot. Bây giờ thì sẽ phải làm lại từ đầu, thậm chí là còn dưới cả vạch xuất phát tới từ Romi. Mặc dù anh ta là người đã tạo ra được rất nhiều những cơ hội trong trận đấu này. Một
Một cự ly rất xa, đừng nói với tôi là anh ta muốn sút thẳng nhá. Cự ly này chỉ có Juninho anh em ạ. Cự ly này chỉ có Juninho của Olympic Lyon ngày xưa ấy. Chứ còn Ronaldo thì gọi là họa trăng thôi. Bonucci. Demiro. Bây giờ sẽ là phần lên bóng dành cho Marucci chứ. Anh ta sau khi có được những bàn thắng thì có vẻ như là chơi bắt đầu dặn dãn ra hơn rồi. Thoáng thoáng rồi chứ không còn bị díu nữa. Rabiot. Nếu như đây là một trận đấu mà Romi vẫn có thể lội ngược dòng và thắng thì tôi nghĩ là anh ta sẽ có một cái tâm lý cực kỳ tự tin trong những trận còn lại đấy. Bởi vì đây đang là một cái giai đoạn có thể nói là khó khăn nhất dành cho Romi. Dẫn trước này, sở hữu rất nhiều cơ hội này nhưng mà cột dọc xà ngang từ chối. Sau đó bây giờ là người bị dẫn ngược. Còn nếu như không vượt qua được thì đơn giản là một chiến thắng dành cho Marucci thôi. Hãy cùng xem là Romi liệu có thực sự bản lĩnh hay không. Kulusevski. Hợp lý. Phải rất nhiều người. Tam giác xuống dành cho Paulo Dybala. Vừa chạy vừa không chê bóng qua ai và lại cột dọc. Và một ngày thi đấu mà có lẽ là Romi quên mất chưa cúng các cụ rồi. Không biết là ở bên Indonesia thì có cái văn hóa đấy không. Nhưng mà quả thật là trận đấu này Romi quá đen. Phải thắp hương, thực sự là phải thắp hương. Làm gì thì làm, những trước những trận cầu lớn như thế này. Quá đen đến từ Romi. Không thể hiểu nổi tại sao mà anh ta không ghi bàn trong một tình huống mà anh ta vừa chạy vừa không chơi bóng tới từ Paulo Dybala rất mượt. Paulo Dybala. Ronaldo, xong bây giờ thua. Một trận đấu phải nói là quá nghiệt dành cho Romi. 3-1 dành cho Marucci và có lẽ là người ta cũng không hiểu lý do vì sao mà chúng ta có được cái tỷ số này. Nâng lên vạch 5 tới từ Treasure Window rồi. Giờ gượng dậy khó lắm. Vô ích không? Dứt điểm luôn! 2-3 dành cho Romi. Một tình huống thả bóng rồi chạy phải nói là rất khéo của Ronaldo. Kulusevski, ai đó can thiệp được không? Rất tốt, đó là tình huống khống chế đơn giản. Và chúng ta có thể nhìn thấy là đó là một cái pha bóng rất là điển hình, cho thấy một lối chơi khá vô cảnh của Marucci trong ngày hôm nay. Weston McKennie. Trong khi đó thì Romi rõ ràng là những pha lên bóng của anh tạo ra được nhiều sóng gió hơn. Điều quan trọng nhất trong cái việc tấn công của trong cái trò chơi này là làm những thứ mà người ta không đoán được. Và tôi thấy là Romi đang làm được cái điều đấy nhiều hơn. Truyền những quả bóng hoặc là đi những pha bóng hoặc xử lý trái bóng. Nhưng mà vẫn sẽ có cơ hội dành cho Marucci, quả tam giác ảo ma Canada thế nhở. Không vào rồi, Marucci bị tâm lý quá. Đấy sẽ là Benedetti. Trận đấu này mà Marucci không thắng được thì anh ta sẽ phải nói là đạt cho mình một cái trạng thái cùng cực đấy. Ôi, dứt điểm, lại cột dọc. Không thể hiểu nổi, đây là ngày thi đấu có lẽ là đen đủ nhất trong sự nghiệp cầm tay của Romi. Ngày mai game thủ có xa đá nhá, game thủ Nam Biên nhá. Kulusevski, những phút cuối rồi. Anh xứng đáng có bàn thắng thứ 3. Đây rồi. Tôi cảm giác về một quả đá phạt thành công tiếp đây. Vấn đề là ai sút? Cristiano đi. Trong những khoảnh khắc ôi truyền rồi. À ông sút thẳng, không vào. Một tình huống đào sỏ ra đánh lừa thôi. Vẫn sẽ có cơ hội dành cho Romi. Một trận đấu mà anh ta tìm đến cột dọc xà ngang tới 4 lần. Chưa được.
Marucci đang đứng trước cơ hội có được chiến thắng đầu tiên trong ngày hôm nay. Với sự đồng hành của may mắn, chắc chắn là như vậy. Rumi đá hay thực sự ấy, nhưng mà mỗi tội là đen. Sané, Demiro, đây rồi, Marucci ơi, chuyền sang, làm gì vậy Romi? Có lẽ đó là một tình huống mà anh ta muốn truyền cho người ở giữa hơn là cầu thủ ở cô xa. Nên nhớ rằng là ngoài việc vô địch giải đấu này có được tiền thưởng ra, thì các tay chơi, chính xác hơn là tay chơi vô địch sẽ được đối đầu với Etorito. Đó là game thủ hàng đầu của thế giới. Ngày xưa thì tôi vẫn nhớ là tôi xem cái giải đấu PES của thế giới có Etorito với cả Figueira ấy. Giải đấu đấy thì Etorito á quân, Figueira người Brazil vô địch. Họ đá rất kinh, hồi đấy đã sút Manua các kiểu đấy anh em ạ, ghi bàn toàn sút Manua. Alexandro, vâng, và chúng ta khép lại trận thi đấu này với chiến thắng 3-2 dành cho Marducci theo một kịch bản thực sự là khó tin. Vâng, một trận đấu đương nhiên là rất là cay đắng dành cho Romi. Tuy nhiên thì phải nói rằng là Marucci cũng có những sự cố gắng của riêng mình khi mà anh ta cũng đã tự mình tạo ra được 3 bàn thắng mà cũng chẳng cần phải nhờ bất cứ một sự may mắn nào. Anh ta chỉ cần những sự may mắn ở trong khả năng phòng ngự thôi. Và thêm một lần nữa thì chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ Choáng đã luôn luôn đồng hành cùng với giải đấu này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với trận thi đấu thứ ba nhé anh em nhé. Anh em chờ đợi trong giây lát nha. Sắp đến trận Euro nhỉ anh em nhỉ? Vẫn chưa vào được, có lẽ là chúng ta chưa nhận được những tín hiệu chứ. Những tín hiệu từ Marucci. Trận đấu vừa rồi phải nói là rất hay đấy, nhưng mà hơi đen dành cho Romi. Anh em làm tí tương tác đi cho bình luận viên đỡ buồn nhở, ngày hôm nay vẫn chỉ có mình tôi cũng không có bình luận viên Xuân Vinh. Vào trận tiếng bình luận hơi to. Thế thì anh em ấy cứ cho mic ấy xuống nhá, vì hôm nay bình luận một mình mà. Anh bình luận sát vào mic được. Không hẳn, chắc là nó to hơn so với tiếng game ấy. Đúng rồi, trận tiếng hơi to hơn tí thật. Các bạn là anh mà gì? Anh bình luận sát mic thì nó sẽ tiếng nó sẽ bị nó tiếng nó sẽ nét hơn đấy, nếu như mà xa miệng thì nó không nét. Ok, chúng tôi sẽ cho nhỏ tiếng mic xuống nha anh em nhé, vì ngày hôm nay thì mình được bình luận sát sát mic, vì ngày hôm nay mình bình luận một mình muốn bình luận sát mic một chút để cho mọi người có được cái âm thanh nó nét hơn. Ở trận đấu này thì Romy lựa chọn cho mình Liverpool. Paris Saint-Germain sẽ là đội bóng của thanh niên Marucci. Sao ông kia bỏ con giữa chợ là sao nhỉ? Mình chưa hiểu ý của Minh Thắng lắm. À, bình luận viên Xuân Vinh ấy ạ. Chắc là bạn ấy có việc riêng. Vâng, vậy có bạn thì nói là bình luận to thì nghe mới sướng thôi rồi. Chúng ta
Tôi nghĩ là sướng nhất vẫn sẽ là cân bằng tiếng bình luận và tiếng game, và đúng là ngày hôm nay thì tôi có bình luận sát vào mic hơn thật, bởi vì là ngày hôm nay có mỗi mình tôi mà. Bình thường thì có hai bình luận viên thì chúng tôi chỉ gọi là bình luận với mỗi khoảng cách nhất định với cái mic thôi, chứ không thể nào cùng dúi đầu vào cái mic được. Ngày hôm nay có mỗi mình nên là mình muốn bình luận sát mic một chút. Nếu mà công bằng mà nói nhá, nếu mà xem trong hai trận đầu tiên đấy, tôi thấy Romi xứng đáng vào chung kết. Đây là quan điểm của mình. Có bạn hỏi là bình luận cát xê cao không thì anh em làm cái gì lương cao, chứ còn làm những công việc bình thường như thế này thì gọi là làm với đam mê là chính thôi anh em. Fabinho, Thiago, ôi dẻo thế nhở, ông Romi đá càng ngày càng ghét nhá, mấy quả double top rất dẻo luôn đấy. Ý cắt đi. À hello Huy Nguyễn nhá. Đúng, bao hôm solo thì có Huy à? Ngày hôm nay không có Việt Nam thì sợ chả ai xem thôi. Anh em nào mà vào giao lưu với mình tí cho đỡ buồn. Tôi chỉ mong là ông Romi thắng nhẹ nhàng đi về. Xa lao! Nhưng mà cũng chỉ đúng là sút được cái góc gần thôi, chứ không sút góc xa được. Việt Nam loại hết chưa? Bình luận viên Việt Nam còn duy nhất một người, đó là game thủ Quang Bác Sa. Và ngày mai thì anh Quang sẽ thi đấu với game thủ Evander. Evander thì đang có phong độ rất cao trong mùa này. Evander trong hai vòng gần nhất thì loại game thủ Tâm Vigo của Việt Nam và loại Verisuyten của Hồng Kông. Mà trông kiểu đá với Verisuyten trông đúng như kiểu người lớn đá với trẻ con ấy. Verisuyten mà không ăn được cái trận penalty đầu tiên thì chắc cũng chả thắng được trận nào. Sadio Mane. Fabinho. Vardy. Mane. Lỗi rồi kìa, trọng tài. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác đang nghiêng về phía Romi với 86%. 83% là tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Marucci. Nghi đợt này chung kết Indo quá. Chúng ta cứ có niềm tin anh em. Tôi tin là anh Quang Bác Sa vô địch được. Thấy Quang đá không hay lắm nhưng rất thích thái độ nghiêm túc và chuyên nghiệp. Thực ra anh Quang thì trong cộng đồng lúc nào cũng như vậy. Mặc dù là người có trình độ cao nhưng mà cái sự khiêm tốn và cái sự điềm đạm luôn luôn là điều khiến cho người ta yêu mến tay chơi này. Dù cho trong quãng đường thi đấu của anh Quang thì không phải là không có những lúc mà anh ấy có phong độ phải nói là rất kém. Điển hình là năm 2017 khi mình mới đi bình luận. Icardi! Không có bàn thắng dành cho Marucci. Alisson, Thiago, quả ném biên dành cho Romy Henderson. Trận đấu trước thì Romy sút vào cột dọc sáng ngang tới 4 lần. Không hiểu lý do vì sao mà đen thế. Đá pét ghét nhất là kiểu combo một lúc là mình tấn công nhiều này, cột dọc sáng ngang này, thủ môn bên kia toàn 7 điểm rưỡi, 7 điểm với 7 điểm rưỡi này. Xong rồi thua. Không biết anh em nhào chứ tôi gặp mấy combo ấy nhiều lắm rồi. Diallo.
Angel Di Maria. Thủ môn bên kia thông thường bắt hay chỉ được 7 điểm thôi. Đến cái tầm mà nó 7 điểm rưỡi là quá đáng lắm đấy anh em ạ. Kedo. Neymar. Icardi. Chưa được, Marucci thực sự là đến trận đấu này người ta vẫn chưa nhìn thấy một quả phối nào thực sự hay của Marucci. Những bàn thắng trong trận đấu trước anh ta phụ thuộc rất nhiều vào Cristiano Ronaldo. Đây chăng? Phạm lỗi với Matip. Alisson Becker. Ok, pin với bắp nhá. Ghét nhất là bóng lập bập xong thằng kia nó hốc được ấy bạn. Cái đấy thì nó quá là cái gọi là gì nhỉ? Cái nét đặc trưng của trò chơi này rồi anh em. Game thủ cũng không đỡ được. Bóng nảy. Neymar. Verratti. Di Maria không vượt qua được Fabinho và đây giờ bây giờ sẽ là pha lên bóng dành cho The Cop. Firmino. Ngày hôm qua thì trong trận đấu khai màn của đội tuyển Brazil thì Firmino phải ngồi dự bị cho Gabriel Jesus. Thiago. Tình huống chuyền bóng có phần hơi cố của Romi. Diallo. Tình huống xử lý bóng. Lỗi tiếp theo của Marucci ngày hôm nay thì Marucci đã khá lỗi trong một vài tình huống xử lý rất cơ bản. Thông thường thì những tay chơi của Hàn Quốc trong giải đấu này là những người chơi rất kỷ luật và kín kẽ. Đó là Park cùng với Marucci. Firmino. Mane. Firmino. Muốn on goal khi đối phương đã phạt thì làm thế nào? Thực ra thì on goal ở trong bất cứ một trường hợp nào thì cũng đều là L1 và thêm ấn R3. R3 là cái núm bên phải anh em. Chứ cũng không riêng gì đá phạt. Neymar. Vương Ích. Giữ điểm. Alisson Becker vẫn đang chơi tốt. Bị vọng tiếng game trận trước à? Vâng, đội ngũ kỹ thuật có thể xử lý lại phần âm thanh. Sơn Trần có vẻ như là đại đang không có niềm tin ở anh Quang Bắc Sa để vượt qua được Evander. Mình nghĩ là anh Quang Bắc Sa đã ổn mà. Anh Quang đá những cái kiểu thể thức đá cúp như thế này cảm giác tôi nghĩ là chân mạnh đấy. Mbappe, Marucci, góc gần và 1-0 dành cho tay chơi người Hàn Quốc. Vâng, và chúng ta khép lại hiệp 1 với tỷ số 1-0 dành cho Marucci với một pha phản công rất nhanh. Mbappe trong bản này kinh anh em nhỉ. Chạy vừa nhanh mà lại còn có playstyle goal poacher. Nghĩa là nó cứ rình kiểu khoảng trống phía sau lưng của hậu vệ bên kia ấy. Thế là mình cứ tam giác thôi, thế là nó cứ chạy thôi. Mà nó chạy thì mấy ai đuổi kịp. Vâng, có một lời cổ vũ tới từ một game thủ tham dự giải đấu này là Edward Phong Võ. Edward nói rằng là Evander thì làm sao đã ăn được anh Quang. Đúng, ăn làm sao được game thủ Quang Bắc Sa. Anh Quang Bắc Sa đá cái thể thức kiểu cúp như này chân mạnh lắm. Icardi. Năm ngoái có một cái giải đấu cũng gần như này kiểu gì nhở, Viettel TV ấy. Anh em nhớ không? Anh em nhớ cái Viettel TV Cúp không? Giải đấy mình cũng có tham gia bình luận cùng với... ba bình luận viên nữa. Thì anh Quang cũng là người vô địch. Comet. Neymar. Trận đấu này thì Marucci phòng ngự ổn hơn. Verratti.
ông Marucci này, ông Romi này có nhiều những tình huống kiểu như là giải quyết cái sự giải quyết pha tấn công của đối thủ. Nói chung là cho thấy sự tự tin rất cao nhá. Anh ta khá hay ích về gôn. Đây là dấu hiệu cho thấy là tâm lý của anh ta rất tốt. Nghĩa là anh ta không có một cái sự áp lực nào cho trận đấu này hết. Roberto Firmino. Úi rồi. Nhưng mà trận này thì tấn công có vẻ như là hơi bị lý bí rồi. Neymar. Neymar trong những bản gần đây các bạn nhìn thấy là lùi xuống vạch giữa sân rất là nhiều. Và có cái xu hướng kéo bóng với cả kiểu đá trung lộ nhiều hơn ấy. Bởi vì là anh ta thay đổi cái play style sang creative playmaker. Một cái play style tôi thấy là hơi phế. Không phải là phế mà là kiểu không hay ấy. Không không quá hay. Như kiểu là Salah cái roaming flank hay hơn. Salah! Mane! Và đó là bàn thắng dành cho Romi. Tỷ số được san hòa 1-1. Thường những người nào đá chắc bóng thì sẽ vào sâu, còn đá bay thì có trận hay, có trận lại dở. Đó cũng là một quan điểm có cơ sở của Văn Quý. Đi cắt đi. Danilo Pereira. Các bạn có thể nhìn thấy là những nhà vô địch gần đây thì cũng không phải là những người đá quá bay. Họ ưu tiên sự chắc chắn và có cái gì đấy nó lầm lì. Chelsea ở đấu trường Champions League. Đúng không ạ? Bayern Munich thì thực ra cái mùa trước bá đạo quá rồi, đá kiểu gì cũng thắng, đá kiểu gì cũng vô địch. Hay là trước đó là đội tuyển Bồ Nha ở Euro, đội tuyển Pháp thì cũng gần gần giống như trường hợp của Bayern, nghĩa là bá đạo quá. Có lẽ là trường hợp mà đá vừa bay vừa vô địch mà gần đây nhất thì chắc là phải những năm kiểu 2015 của Barca và trước đó hơn nữa là Tiki Taka của đội tuyển Tây Ban Nha và Barca dưới thời Pep Guardiola. Cũng đã gần đây thì mình thấy là cũng có khá nhiều những trường hợp kiểu lầm lầm lì lì vô địch hơn. Ở thể thức cúp ấy, còn thể thức đường dài, thể thức league thì nó lại là một câu chuyện khác. Đó là lý do vì sao mà Man City thì họ vẫn đang vô địch rất là êm, hay Liverpool, Premier League vẫn đang nằm trong túi của những tay chơi này, à của những đội bóng này. Ngày mai thì qua Barca sẽ đá nha anh em nhá. Ngày mai đối thủ của qua Barca sẽ là Evander. Evander cũng là một người có một phong độ cao trong trong giải đấu này đấy anh em ạ. Tất nhiên là chúng ta cổ vũ cho game thủ qua Barca, có niềm tin nhưng mà cũng không thể đánh giá thấp đối thủ được. Romi mới thắng một trận, Marucci cũng thắng một trận và bây giờ tỷ số của trận này cũng đang là 1-1 luôn. Bốn con số 1 đang xuất hiện trên màn ảnh của các bạn. Origi. Sao tôi thấy là Liverpool bản này mạnh mà sao ít anh em đá nhỉ? Chắc là mạnh vì chúng ta đá chơi bạn bè thôi anh em, còn đá chuyên nghiệp nó khác. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy là Liverpool không có được một goal poacher xịn sò. Như kiểu là Mbappe hay là Lewy Mane 2-1 dành cho Robi. Tỷ số được nâng lên cho tay chơi người Indonesia. Rõ ràng là khả năng dứt điểm của Liverpool vẫn đang phải chia đều cho những chân sút như Mane, Salah và Firmino. Tuy nhiên thì với kiểu Lewy, Ronaldo hay Mbappe thì cảm giác như là những cầu thủ đấy vẫn được các tay chơi chuyên nghiệp họ ưu tiên dùng hơn. Nhất là Bayern. Quả Lê Quy hơi quá đáng nhỉ. Hơi siêu nhân và thậm chí là có dấu hiệu là còn kinh hơn cả Ronaldo ở trong game rồi. Chứ còn ở ngoài đời thì đương nhiên là Lê Quy vẫn là xịn nhất. Thilo Kehrer. Harry Kane mà bây giờ đến một đội bóng nào đấy kiểu tier 1 là tôi nghĩ là cũng căng đấy. Chẳng qua là đá Tottenham Hotspur 4 sao rưỡi trông nó hơi phèn phèn nên là không ai đá thôi. Harry Kane rồi chỉ đến MU xem. Cuốn ngay đúng không?
Icardi. Ui, đây này, đây này. Không vào, pha xử lý phải nói là quá chần chừ của tay chơi Marucci. Icardi bản này vẫn còn được vớt vát lại 85 hay sao? 85, 86 ở đấy. Nhưng mà mình nghĩ là sang bản sau chắc tụt xuống vài chỉ số, bởi vì ông này đá cũng ngoài đời cũng khá tiêu và thậm chí còn không được triệu tập vào đội hình của đội tuyển Argentina, mặc dù Argentina Copa năm nay trên hàng công ngoại trừ Lautaro Martinez ra thì Kun Aguero thì phong độ kém. Hai ông Korea thì cũng chẳng phải là xuất sắc gì cho cam. Quả đá phạt dành cho Romi, và với tỷ số 2-1 như thế này, nếu như anh ta không quá đen thì tôi nghĩ là anh ta sẽ có thể bỏ túi cho mình chiến thắng thứ hai. Pablo Sarabia. Alisson Becker. Alexander Arnold. Với thể thức bò 7 như thế này thì nếu như mà các trận đấu nó trường kỳ quá thì rất có thể là chúng ta sẽ được theo dõi những đội bóng nó lạ lạ một chút, chứ không chỉ có mỗi Bayern hay là Juventus. Nhưng mà nếu như mà tỷ số nó vẫn cách biệt thì hơi khó. Ngày mai, à đâu, chung kết còn bó 9 anh em ạ. Bó 9 nghĩa là nếu như mà căng nhất là phải chọn 9 đội câu lạc bộ khác nhau: Bayern, Juve, Paris Saint-Germain, Real, Man City. Chắc cũng ít nhiều cũng có phải ông, cũng có ông phải đá Barca, MU gì đấy. Delo Pereira. Vâng, và chúng ta khép lại trận đấu này với tỷ số 2-1 dành cho Romi. Một trận đấu mà anh ta chơi êm hơn rất nhiều so với trận trước. Cũng không cần phải bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Và vẫn có được cho mình một chiến thắng 2-1, mặc dù bị dẫn trước. Và nhìn chung đây là một trận đấu mà tôi thấy là Romi đã tốt hơn. Nó không tốt hơn quá rõ như là những trận đấu trước, nhưng mà đủ để giành chiến thắng trước Marucci. Và thêm một lần nữa thì chúng tôi xin phép được gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ Choáng đã luôn luôn đồng hành cùng với giải đấu này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu tiếp theo. Kane mà vuông ích rồi, Quang thì không kém Lê Quang chứ còn gì nữa anh em. Kane hơi bị kinh khủng đấy. Không biết anh em như nào, nhưng mà kiểu trước tôi hay đá cái mốt kiểu như là chọn 4 đội vào xong nó trộn lên để ra một đội ấy, thì lúc nào tôi cũng lấy Tottenham Hotspur hoặc là Arsenal để hy vọng ra Aubameyang với cả Harry Kane. Hai ông đấy tôi thấy tôi còn thích hơn là Robert Lewandowski. Kiểu tôi cũng không phải là người thích Lewy lắm. Harry Kane kiểu vuông ích xong đóng thì thôi, hiểu nhau ngay anh em ạ. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với trận thi đấu này. Và đây sẽ trong mày lớp 42 ngày swap đội với nhau ạ. Chả có đội mới gì cả. Bây giờ thì Romi cầm cho mình Paris Saint-Germain, của Liverpool dành cho Marucci. Mane chết là một vấn đề. Làm tí kiểu Oxlade Chamberlain chẳng hạn. Hay là vận đá. Như vậy là sẽ vận đá Mane rồi. Đường truyền giật lag thế á. Nhưng mà có một đặc điểm mà chúng ta nhìn ra là Marucci đang thích đá Mane cánh phải và Salah cánh trái hơn. Anh ta hướng đến cái việc đá kiểu cùng kèo hơn. Với những cầu thủ mà như là Mane, Salah, họ ngoài đời thường đá trái cái chân thuận của mình, cái cánh trái thân thuận của mình để thực hiện những tình huống cắt inside. Nhưng mà có vẻ như là Marucci thì không thích. Ngày xưa thì bóng đá ngày xưa ấy, cái thời mà Ryan Giggs rồi David Beckham hay là Damien Duff, đấy cái kiểu mà ông nào chân trái đá chân trái, ông nào đá chân phải đá cánh phải, là cái thời mà bóng đá vẫn còn sôi khai hơn bây giờ. 4-4-2 sử dụng rất nhiều, tạt cánh đánh đầu là một lối chơi rất hay được các đội bóng sử dụng. Và rõ ràng là chân nào đá cánh đấy thì nó là một cái sự hiệu quả rất cao, thực hiện những quả tạt thì nó thuận chân. Nhưng mà bây giờ khi mà các tiền đạo cánh có một cái xu hướng cắt inside vào trong nhiều hơn, có một lối chơi đa dạng, đa năng hơn, thì chúng ta nhìn thấy là ông nào chân phải thì lại sang cánh trái, ông nào chân trái thì lại đảo sang cánh phải.
Nhưng mà trận đấu này thì Marucci không thích như thế. Marucci thích là Salah đá cánh trái, Mane đá cánh phải. Vậy cũng xem là liệu điều đó có hiệu quả hay không. Romi làm tí 3-1 nhỉ, cho nó gọi là ấm lên. Ngay lập tức tụi vạch một tới từ Marucci. Đây lần đầu tiên nhá, lần đầu tiên nhá, có vẻ như bắt đầu biết sợ rồi. Neymar, Julian Draxler, Verratti. Ông Sancho 04 ngày trước cũng có một đống ngôi sao, xong rồi cứ mỗi một giai đoạn lại bán bớt bớt vài ông đi, xong cuối cùng bây giờ xuống hạng. Julian Draxler rồi, xưa cũ hơn nữa thì là Mesut Ozil các kiểu, Leroy Sané, Leon Goretzka, Manuel Neuer, một đống ngôi sao bán đi xong bây giờ xuống hạng. Marquinhos, Verratti, Di Maria. Draxler tam giác xuống chưa? Chính xác. Tình huống xuống đáy biên của đây, ba pha xử lý rất hay của Romy. Ôi, nếu như đệm thêm một nhịp vô ích nữa thì có lẽ là nó sẽ tuyệt vời hơn. Liên tiếp là những cú bắn phá của Romy, mặc dù tôi nghĩ là giống vô ích hụt hơn. Mane, Virgil van Dijk, Neymar đẩy xuống dành cho Julian Draxler, một tình huống sút ba nữa. Joe Gomez, ngày xưa khi mà xem chung kết thế giới của Figueroa với cả Etorito ấy, thế là mình thấy hai ông này đá toàn sút ba nữa thôi. Xong rồi mình thấy là tại sao mà họ thông thường là sẽ lựa chọn những sút bình thường để có sự hỗ trợ của máy, nhưng mà họ cứ sút ma nùa mà sút toàn vào thôi. Đấy là một trong số những cái lần đầu tiên mà mình được xem các game thủ chuyên nghiệp đá sút ma nùa, phải nói là rất lạ như vậy. Sadio Mane, pha xoạc rất tốt của Kimpembe, trông rất giống là Romy chuẩn bị có bàn rồi. Neymar, ui khéo quá nhở, có pha rồi. Chắc là Neymar sẽ là người thực hiện quả phạt thôi. Có nghĩa là khi sút các game thủ đệm thêm nút L2 ấy, để tạo ra một cái lực vàng chứ không phải lực xanh như bình thường. Không có gì nguy hiểm. Với cái lực vàng này thì các bạn sẽ không có những sự hỗ trợ của máy cần thiết. Các bạn hoàn toàn có thể sút từ biên bên này sang biên bên kia. Danilo Pereira, Diallo, trận đấu này nhìn chung là tôi vẫn thấy là Romy đá hay hơn. Alisson Becker, Romy tôi nhớ là cùng bảng với Sơn Ca, bảng đấu này thì Romy đầu bảng thì phải. Fabinho vào 1-8 thì anh ta gặp Ferry, người đá solo chính của Jude Skilling. Anh ta cũng thắng nhẹ luôn. Diogo Jota. Ơ sao không vô ích nhở? Có cảm giác như ngày hôm nay Marucci cũng có thể mà là một phần là vấn đề giật lag. Nhưng rất nhiều những tình huống mà anh ta xử lý rất bình thường như một người chơi ngẫu nhiên nào đó chứ không phải là một tay chơi chuyên nghiệp. Không được rồi. Robertson. Tabi bị loại tiếc nhỉ, vâng quá tiếc luôn. Thực ra thì anh Quang Bắc Sa với Tabi gặp nhau thì ai bị loại cũng tiếc thôi. Verratti, Danilo Pereira, Pereira. Cũng một phần là vì giải đấu này các game thủ Việt Nam bị loại sớm quá. Chứ còn nếu như mà các game thủ Việt Nam có phong độ cao thì cũng có thể là cái việc mà game thủ có Bắc Sa và game thủ Tabi bị loại thì nó sẽ không khiến cho người ta cảm thấy tiếc nuối đến như thế. Ít nhất là bây giờ chúng ta vẫn có thêm những thành viên khác như là anh Tâm Figo hay là Edward Phong Võ hay là Quân Bi. Còn Sơn Cao với Batigol thì rất tiếc là phải gặp ngay các đại diện các tay chơi Việt Nam.
nghĩa là chúng ta có những cuộc đối đầu nội bộ từ sớm quá. Bắt buộc phải vậy thôi, vì số lượng chúng ta tham gia dự giải đấu này là đông nhất trong tất cả các nước mà. Diallo, Neymar, liệu có một bàn thắng diễn ra vào cuối hiệp 1 hay không? Điều mà hai game thủ đã rất hay làm trong ngày hôm nay. Lách qua rồi mà không ngã ra Mbappe, phải làm một tí văn toàn chứ. Quả này lách được quả bóng ra này, xong rồi đối phương đá vào chân mình là ngã ra luôn như vậy. Robertson. Mane. Kiểu này mà tính sang ngang. Nói chung là đá hay hơn thì đá đường dài vẫn sẽ thắng thôi. Đá hay hơn mà sợ thua hay sợ hòa, chỉ sợ nhất là đá kiểu bo ngắn, bo 1, bo 2, bo 3 gì đấy. Chứ còn nếu mà mình đã tự tin là mình đá hay hơn người ta thì đá bo 5, bo 7 thì mình vẫn sẽ thắng thôi. Hãy cùng xem mà tay chơi nào sẽ là tay chơi xứng đáng thắng hơn. Bây giờ thì tạm thời tôi đang thấy là Romy. Xin vâng, xin chào Tiến Dũng nhá. Upload thông tin thì ngày hôm nay thông tin rất đơn giản thôi. Chúng ta chỉ có duy nhất cặp đấu này giữa Romy và Marucci. Và lúc này thì tỷ số đang là 2-1 về tỷ số tổng dành cho Romy. Ngày mai thì chúng ta mới đến với trận thi đấu bán kết có Quang Bắc Sa. Anh em cũng cập nhật luôn hộ tôi tỷ số của Scotland và Cộng hòa Séc nhá. Nếu mà có bàn thì anh em có thể báo dung cho tôi. Firmino. Nhắc đến Cộng hòa Séc, kiểu quanh đi quẩn lại bao nhiêu năm trời mình vẫn nghĩ là kiểu Jan Koller với cả Milan Baros nhỉ anh em nhỉ. Cảm giác như là cái nước này không có một tiền đạo khác ấy. Mo Salah. Danilo Pereira. Neymar. Rác xuống không? Draxler. Ôi, che cái lưng rất khéo thế từ Romy. Mặc dù hai người đã can thiệp rồi, nhưng bóng vẫn đang nằm trong chân của tay chơi người Indonesia. Hợp lý quá, Neymar. Một pha xử lý khá đặc biệt của Romy. Vâng, và bình luận viên Xuân Vinh ngày hôm nay thì lại bỏ rơi tôi rồi anh em ạ. Buồn thế đấy. Mane. Thiago. Diego Jota. Kìa, một quả đá phạt dành cho Marucci này. Một góc đá phải nói là quá rộng với một cự ly lý tưởng. Không biết là tay chơi người Hàn Quốc có chê không đây. Đổi người đá phạt 1 và đá phạt 2 chăng? Salah và Agno. Như vậy là người đá phạt 2 sẽ là Agno. Tôi đoán thôi chứ thực ra là cái khung chữ Hàn Quốc này tôi cũng không thực sự. Đúng rồi, chắc thế thôi. Người đá phạt 2 là Agno này, chuẩn bị gạt ra Agno này. Đấy, ông này múa lắm, diễn lắm. Ôi, bàn thắng dành cho Badochi. Rõ ràng là cái việc mà anh ta chắt chiu trong từng pha setting như vậy là có cơ sở. Ảo ma Canada thế nhở. Giờ trận nào khó cứ làm quả đá phạt trực tiếp này thì xuôi trèo mắt mái quá nhở. Salah. Ano. Bình luận viên Xuân Vinh lắm kèo chứ anh em, mà thậm chí là Xuân Vinh lại còn có người yêu rồi, chắc chắn là đời sống tình cảm là phải sinh động hơn tôi.
Tôi thì cứ lủi thủi đi làm thôi, chứ còn Xuân Vinh thì làm được cũng làm được kiểu thế. Neymar rất tốt tới từ Romi, vô ích. Đó là một tình huống mà có lẽ là tôi đoán được thì Marucci cũng đã bắt bài được. Vâng, trận đấu Euro đang diễn ra rồi, không biết là anh em còn anh ông nào vẫn đang đồng hành cùng với tôi không đây, hay là các em toàn đang treo Mbappe. Tam giác xuống lại và không có bàn thắng dành cho Verratti. Robertson, thực sự là đây là một trận đấu mà Romy nói chung là tấn công thì vẫn ra nét, nhưng mà có cái gì đấy khiến cho anh ta chưa đủ để tạo ra được bàn thắng. Verratti tấn công thì vẫn rất nét, trong cái đường tấn công là biết là có nhịp tấn công rồi. Ôi lại sai lầm đấy từ Marucci rồi, tại sao Marucci lại chạy nhanh trong tình huống vừa rồi vậy? Và ôi lại là cột dọc dành cho Romy. Một ngày thi đấu phải nói là rất đen đủi dành cho Romy. Xin chào Phong Vũ nha, mình sinh năm 94, không biết là anh em ở trong khung chat thì ở ngưỡng tuổi nào. Ngày xưa vẫn nhớ là đá cái trò PES1 đấy anh em, PlayStation 1 ấy, thì có trò gì nhỉ, tôi cũng không biết là cái bóng đấy chắc là bóng Nhật à. Thế là thỉnh thoảng được bố mẹ cho kiểu 2.000 sướng dã man đấy, ra đá xong rồi thỉnh thoảng cảm thấy kiểu vẫn còn chưa đủ cuốn thì bảo bác ấy cho đá thêm 500 đồng thêm được nửa tiếng. Thế là đến cái lúc mà tôi thấy là PlayStation 2 xuất hiện thì tôi vẫn rất là nhớ, tôi sẽ không bao giờ quên được cái lúc mà tôi nhìn vào cái bản PS6. Tôi bảo là ui sao người ta làm mặt Frank Lampard giống thế. Tôi nhìn thấy có một ông nào đấy đá Chelsea, tôi bảo sao ôi sao nhìn mặt Frank Lampard trông giống ngoài đời thế. Thế là từ đấy là bắt đầu nghiện luôn. Sau cái bản PS6 đấy là bản PS6 đồng như kiều, đồng như kiều còn Việt hóa có cả V-League các kiểu. Ôi, vâng, anh Tiến Dũng tận sinh năm 85, anh Phú Quân ở đây sinh năm 78. Già với em thôi, chứ còn 78 với cả 85 phong độ chán. Cả hai cũng đá vạch 4 này. Liệu rằng sẽ là một thế trận đôi công nhá. Nhưng mà Marucci đang dẫn 1-0 mà vẫn đá vạch 4 là tôi nghĩ là lỡ ngớ là phản đòn đấy. Đá bây giờ tốt nhất là đá vạch 1 hoặc vạch 2 để bảo vệ cái tỷ số này thôi chứ không thua tiếp này. Đấy, vạch 4 với chúng tôi này. Tỷ số được san hòa 1 đều. Vâng, Marucci là người đá không tốt bằng đối thủ trong ngày hôm nay. Anh ta dẫn trước 1-0, anh ta vẫn đá vạch 4 thì tôi cũng không hiểu tại sao. Naby Keita. Ok, xin chào Trương Huy Tùng nhá. Mbappé. Không được rồi. Ano có một tình huống Nathan Ake rất khôn ngoan. Alexander Arnold. Đây là Fabinho. Icardi. Pablo Sarabia pha thả bóng rồi chạy rất khôn ngoan, nhưng nó vẫn chưa đủ khôn ngoan để đánh bại được Robertson. Robertson đang chạy xô, vừa đá cho Scotland bên Euro mà bây giờ cũng đang thi đấu trong màu áo của Marucci. Firmino, liệu có một bàn thắng phút cuối dành cho Marucci không? Vâng, một tình huống không rõ là vô kick hụt hay là sút luôn thật của Marucci. Keylor Navas. Diogo Jota. Đường chuyền hơi ẩu của Marucci. Bóng bây giờ quay trở lại với chân của Romy. Danilo Pereira.
Thời ngày xưa ấy bạn ạ, ngày xưa lắm rồi, cái thời mà đá cái bóng Nhật ấy. 500 đồng tôi vẫn nhớ như in luôn, là bác ấy lúc tôi đá gần xong ấy, bác hỏi là thế có đá thêm không? Thế tôi bảo là thế cho cháu thêm 500 đồng, thế bác bảo là ờ thế được nửa tiếng. Ngày xưa cũng nghiện lắm. Y cấp đi. Này ba, xong rồi sang đến PlayStation 2 thì 4.000 một tiếng đấy. Mbappé! Đấy rồi, vẫn có cột nhưng mà sau đó là bàn thắng dành cho Romi. Bánh cuốn thanh trì thế nhở? Vâng, trong trận đấu này thì đã có quá nhiều những tình huống cột dọc xà ngang dành cho Romi rồi. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là anh ta luôn luôn có bàn thắng ở những phút cuối. Cuối hiệp 1 hoặc cuối hiệp 2 mà thôi. Bây giờ tôi vành một ngày đấy, chúng ta nhìn thấy rõ ràng là Romi phải nói là anh ta chơi rất nghiêm túc, hoặc ít nhất là có một sự khôn ngoan ở trong trận đấu này. Thắng phát tụt về một ngày, đây là quả cuối rồi. Trong khi đó thì Marucci ăn 1-0 xong vẫn tưng tửng tửng đá vạch 4. Ok, chuyền vào, không thể dứt điểm, tới từ đối với Tô Firmino. Vâng, và chúng ta khép lại trận thi đấu này với tỷ số 2-1 dành cho Romi. Vẫn phải nói rằng đó là một trận đấu mà rõ ràng là Romi đã phải mướt mồ hôi mới có thể giành được chiến thắng trước Marucci. Và có lẽ là không để mọi người chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu tiếp theo. Và đây sẽ là trận thi đấu chung kết đầu tiên của Marucci, anh em nhé. Thua trận này coi như là thua luôn bán kết. Và một lần nữa chúng tôi xin phép được gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ Choáng đã luôn đồng hành cùng với giải đấu này. Còn bây giờ thì xin mời mọi người vào với trận thi đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ 5. Thả bóng rồi chạy làm thế nào vậy bình luận viên? Bóng gần đến bạn thả tất cả các nút ra, ấn R2. Bao giờ bóng qua người của bạn thì bạn lại tiếp tục di chuyển như bình thường. Nghiện lắm chứ. Ở đây cũng có một thanh niên cũng đồng đam mê với tôi, cùng đam mê với tôi như ngày xưa. Xin chào Huy Tùng nhá. Đúng rồi, trước một mùng 1 tháng 6 phá cỗ tiền được 200 đồng với 500 đồng là đi nướng PlayStation 1 với 4 nút hết. Chính xác rồi mà, hồi đây đa cái đấy nó rẻ mà. Tôi nhớ là bắt đầu sang kiểu PlayStation 2 cũng mới chỉ có 4.000 một tiếng. Tầm khoảng những năm 2006 rồi đấy, 2006-2007 rồi đấy. Là 4.000 một tiếng. Thì các bạn phải hiểu là đá PS1 nó còn rẻ như thế nào, đương nhiên là còn tùy thuộc vào cái khu vực sinh sống của mỗi người nữa. Dùng hai điện thoại để xem cả hai, à để xem cả Euro. Vâng, cảm ơn rất nhiều Lê Văn Sơn nhé, xin chào Tuấn Tú. Tỷ số lúc này đang là 3-1 với tỷ số tổng dành cho Romi. Trông giống là Romi vào chung kết rồi anh em ạ. Phong độ ổn định quá. Nhưng mà tôi nói thật là Romi đá tấn công rất hay nhá. Nhưng mà chưa bao giờ được tin tưởng đá solo ở ở ở Just Gaming luôn. Ở Just Gaming ở E-League Thái Lan ấy thì những lượt trận solo đã từng được đảm nhận với 3 người khác nhau. Thứ nhất là Elgar này, thứ hai là Elun, thứ ba là Ferry. Nhưng mà thì điều đấy khiến cho tôi kiểu như là một người chưa có nhiều thông tin về Romi ấy, cứ nghĩ là ông này đá kiểu cùi cùi cơ. Không ngờ đá solo hay thế, chuẩn bị vào chung kết choáng Super Cup với anh em này. Thắng trận này thôi là vào chung kết. Tỷ số đang là 3-1 rồi. Trận này cả hai cùng dùng Man City. Man City trong PES thì là 5 sao. Đội bóng 5 sao thứ hai của Ngoại hạng Anh bên cạnh Liverpool. Còn lại thì Tottenham Hotspur này,
Arsenal, MU, Chelsea thì đều là 4 sao rưỡi. Và ngoài ra cũng có một vài đội 4 sao rưỡi khác như là West Ham và Leicester. Ngày trước nếu mà phải đá kèo 3 sao rưỡi, tôi rất là thích đá Aston Villa, nhưng mà sau khi mà đội bóng này được búp chỉ số một chút xíu thì đã lên 4 sao. 3 sao rưỡi ngoại hạng Anh thì Crystal Palace cũng có thể là một lựa chọn tốt. Xin chào Huy Hoàng nhé, mình ở Hà Nội. Không biết là anh em thì đang sinh sống và làm việc tại đâu? Ở Hà Nội bây giờ thì những cái hoạt động như kiểu là vui chơi, kiểu quán net hay là đá pet các thứ thì vẫn chưa được mở. Giờ là tôi đấy cũng hơi khát khát rồi đấy. Khát lắm rồi chứ. Sân bóng, sân biếc chẳng hạn. Sterling, Bernardo Silva. Ngay lập tức là vạch 2 dành cho Marucci. Có vẻ như là anh ta bắt đầu cảm thấy được một cái sức nóng tới từ Romy rồi. Nhưng mà cũng không hiểu là cảm thấy sức nóng kiểu gì mà trận trước thắng 1-0 vẫn đá vạch 4. Thế là tôi bảo là đá vạch 4 này thua. Thua đấy. Xong phát Mbappé bên phía Romy ghi bàn luôn. Riyad Mahrez. Mahrez mùa này đá rất hay đấy. Tôi nghĩ là mùa sau sẽ được búp chỉ số lên khoảng 86-87. Ederson, Ruben Dias, Ake. Được chuyền dành cho De Bruyne. Trong PES thì Ake vẫn đang có chỉ số bằng với Joe Stone. Nhưng mà sau mùa vừa rồi thì các bạn có thể hiểu là sẽ không còn cái mùa xuân đấy nữa. Xin chào Lê Kim Việt Anh nhá. Không còn chiếu trên Viettel TV á. Giải đấu này thì không liên quan gì đến Viettel TV ạ. Raheem Sterling. Sterling. Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Joe Stone. Đây là trận đấu chung kết đầu tiên của Marucci và đương nhiên anh ta không được phép để thua nữa. Raheem Sterling che lưng rất tốt, những bóng bây giờ quay trở lại với chân của Romy. Fernandinho. Ruben Dias. Ngay lập tức thì Marucci cũng đã nâng lên vạch 4 rồi. Anh ta muốn có được bàn thắng sớm. Kun Agüero. Không được rồi. Kyle Walker, Ederson Moraes. Lại là một đường chuyền hỏng của Marucci. Ngày hôm nay thì anh ta truyền hỏng rất nhiều. Aguero, Marek. Và can thiệp chính xác của Ake. Đó là một đường chuyển hướng tấn công hay của Marucci. Kevin De Bruyne. Đẩy xuống dành cho Raheem Sterling, trả lại Aguero. Cảm giác như đó là một tình huống vuông ích không thành công của Marucci nhiều hơn là một pha dứt điểm. Raheem Sterling, Fernandinho. Ake. Một trận đấu mà Marucci không được phép để thua nữa, nhưng mà anh ta vẫn đang chơi rất phóng khoáng với vạch 4. Vạch 4 như thế này thì pressing phải hiệu quả, còn nếu như không pressing hiệu quả thì rất có thể là sẽ bị khai thác khoảng trống ở phía sau lưng. Phil Foden. Ruben Dias. Raheem Sterling. Ngày hôm qua thì Raheem Sterling có thể xem là ngôi sao trong trận đấu giữa tuyển Anh và Croatia. Nhưng có lẽ là người khiến cho người ta ấn tượng nhất vẫn là Calvin Phillips, cầu thủ chơi bóng cho Leeds United. Calvin Phillips ở trong game, ở trong PES mình nhớ là 70 nha anh em nhỉ? 77 hay 78 lại không nhớ lắm. Riyad Mahrez, có một đợt tôi hay đá Leeds lắm. Kiểu nghiện. Đội đấy có ông Alewski ngày hôm qua đá cho Bắc Macedonia.
Ngày hôm qua nhá, đội hình của Bắc Macedonia còn một ông nữa cũng nổi tiếng nhá, nhưng mà bình luận viên VTV không biết luôn. Biết mỗi Alioski với cả Goran Pandev. Đó là thanh niên CMF Elmas của Napoli. Ông đấy trong game 79 anh em ạ. Thế mà bình luận viên VTV không một lần nhắc đến cái vấn đề là Elmas đấy đang đá cho Napoli. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có Goran Pandev, xong rồi Alioski. Elmas sinh năm 99 mà trong PES 79 là tôi nghĩ là một con hàng rất tiềm năng ấy. De Bruyne, Joe Stone, Riyad Mahrez. Mình cũng không rõ vấn đề đấy đâu Ngô Huy Hoàng ạ. Phil Foden, đường truyền dành cho Kevin De Bruyne. Phil Foden. Đây rồi. Lại đá láo rồi Marucci ạ. Lỡ ngớ thua quả này anh em này. Jesus, Aguero, De Bruyne thả bóng rồi chạy. Hợp lý quá, vẫn đang là Romy luôn. Khoảng trống rất nhiều dành cho Gabriel Jesus. Có thể là một đường truyền lại cho Kun Aguero chăng? Double toss, vuông R2. Không vào. Suýt chút nữa thì Romy khiến cho Marucci trở thành một gã hề thực sự trong khả năng phòng ngự. Ngày mai thì game thủ Comarca sẽ đá nha anh em nhá. Vẫn rất may dành cho Marucci là trong tình huống vừa rồi anh không phải trả giá về thêm một đường truyền rất ớ hành nữa. Một ngày thi đấu mà anh ta truyền ngang hỏng rất nhiều. Kevin De Bruyne. Kun Aguero. Sterling. Đây rồi. Vẫn chưa các bạn. Vẫn đang là những tình huống thêu hoa diệt gấm trong khả năng tấn công của Romy. Và rõ ràng là nếu như anh ta đá như thế này, tiếp tục đá như thế này thì anh ta hoàn toàn xứng đáng góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Vẫn chưa vào. Một sức ép lớn được tạo ra bởi Romy, mặc dù anh ta chỉ đang chọn cho mình vạch 3 thôi. Còn vạch 4 của tay chơi Marucci là hoàn toàn không có tác dụng. Kun Aguero đẩy xuống dành cho Sterling. Chưa thể dứt điểm, Sterling khống chế một quả bóng thực sự là quá công kềnh. De Bruyne. Rodri. Hình như có bàn thắng rồi sao anh em ạ? Cộng hòa Séc ăn hay sao ấy, tôi thấy cái gì mà Thomas Soucek. Kun Aguero. À, xin gửi lời chào đến Trung Anh nhá, mình thì làm gì đủ trình. Diaz. Phil Foden đẩy xuống dành cho Raheem Sterling. Tỷ số vẫn đang là không đều. Vẫn vạch 3 luôn, có nghĩa là Romy rất là điềm đạm ấy, anh ta cũng chẳng cần phải kiểu như là vạch 4, vạch 5, kiểu đá dồn ép đối phương quá, mà đơn giản là những pha lên bóng của anh ta đủ hợp lý để tạo ra được một sức ép lớn mà chẳng cần phải dâng quá cao đội hình. Kevin De Bruyne. Trong khi đó thì với vạch 4, Marucci đang đá như gà mắc tóc. Rodri. Riyad Mahrez. Đây rồi, đập về, chính xác. Kevin De Bruyne sẽ có nhiều phương án dành cho Romy. Rất tiếc là Romy không thể làm được một pha bóng đặc biệt hơn. Joe Stone. Vâng, cảm ơn Nguyễn Trung Anh nha. Kevin De Bruyne. Phil Foden. Lại thêm một pha cắt bóng tốt nữa tới từ Kevin De Bruyne bên phía Romy. Hợp lý, rất hợp lý. Một tình huống giãn cánh tới từ Kun.
Jesus. Có vẻ như là Romi đang muốn kéo người bớt ra ngoài biên. Cụ thể ở ý của mình hơn là Romi có cảm giác như là muốn kéo bớt cái hàng phòng ngự, một vài cầu thủ trong hàng phòng ngự của Marucci ra ngoài biên hơn, khi mà anh ta thấy đang có quá đông những áo trắng. Đây rồi, pha tấn công dành cho Marucci, vuông ích. Tình huống xử lý bị bắt bài rất đơn giản bởi Romi, nhưng vẫn sẽ có một quả đá phạt góc. Có một đặc điểm mà chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo hoặc học tập các tay chơi chuyên nghiệp là việc phòng ngự phạt góc của họ lúc nào họ cũng để một cái hàng dọc tập hợp mà các bạn có thể nhìn thấy. Bốn cầu thủ sẽ đứng hàng dọc ở cái rìa, ở cái vạch là vòng 5m50. Đây là một cái việc bố trí phòng ngự phạt góc mà tôi thấy là gần như bất cứ một tay chơi nào cũng sẽ làm như vậy. Chúng ta cũng có thể học hỏi. Thực ra thì xin chào bạn Tùng, Cristiano nhé. Thực ra ấn R2 trước, nhưng mà thông thường cái động tác đấy chúng ta ấn cũng nhanh ấy, nên là cũng không cần phải quá rành mạch cái vấn đề đấy đâu. Ấn cùng lúc là được. Sẽ là một tình huống đá phạt góc dành cho Riyad Mahrez. Đánh đầu, chưa được rồi. Liệu có một pha phản công không? Kyle Walker cho thấy được một tốc độ cao nhưng anh ta phạm lỗi. Có đá phạt dành cho Marucci. À không, ủa thế tại sao không cho Man City của Romi được hưởng phép lợi thế vậy? Có lẽ là một quyết định thiếu đi sự linh hoạt tới từ trọng tài Nathan Ake. Séc 1-0 à? Scotland trông tưởng nhiều hảo thủ nhưng mà lại đang hơi cá đuối chứ. Scotland mình nhớ không nhầm là ngoại trừ Robertson ra còn Kieran Tierney thì phải. Không nhớ là có đúng ông này là của Scotland hay không, vì trước ông ấy đá cho Celtic. Có hai quả cánh trái thế thì tốt nhất là đẹp nhất vẫn là Kieran Tierney hậu vệ, xong rồi kiểu Robertson đá wing back hoặc là tiền vệ cánh. Ngày hôm qua xem tôi xem hiệp 1 trận đấu giữa Áo và Bắc Macedonia thì thấy kiểu David Alaba đá trung vệ trung tâm để phân phối bóng. Không rõ là hiệp 2 anh ta có được điều chuyển lên đá cao hơn hay không. Bernardo Silva pha thả bóng rồi chạy rất hay của Romi. Truyền vào Phil Foden. Vẫn đang là Phil Foden đứng truyền dành cho Gabriel Jesus. Tam giác sang cho Foden Torres. Mad Dog nữa, vâng xin chào gầy ô béo. Thực ra thì ý tôi là LB, chứ còn đương nhiên là Mad Dog Scott McTominay thì tôi biết, tại vì tôi cũng là fan quỷ đỏ mà. Aguero, Bernardo Silva. Ferran Torres. Gundogan. Marucci bây giờ có thể tung ra một cú đấm chí mạng không? Pha xử lý đúng là vẫn còn quá chậm của Marucci, hay đúng như những gì mà game thủ Edward Phong Võ đã nói là mạng của Indonesia đang cứ mỗi khi mà nguyên thủ nào đá với Indonesia thì sẽ có một cái cú delay nhẹ trong việc đá online. Tôi thấy là trận đấu này Marucci thực hiện rất là nhiều những cái tình huống mà anh ta quá chậm. Đấy, lại chuyền hỏng hay là mạng lag thật nhỉ? Phil Foden. Gundogan. Hợp lý quá nhở, đây là Bernardo Silva. Phil Foden, đây là phút cuối rồi, đừng nói với tôi là Romi lại chơi thêm quả phút cuối bằng kiều nữa dành cho Marucci thì rất là cay đắng đấy. Phối tiếp sang trái là thua này, trông giống thua lắm. Trông vẫn rất giống thua anh em ạ, hê sớt. Chuyển vào, ui dồi ôi. Ngày hôm nay tôi kiểu là tiên tri rồi anh em ạ. Một tình huống mà quả đấy rất díu bên trái nhá, cứ để cho Bernardo Silva cầm được quả bóng là kiểu gì cũng thua, vì mất hai ông ở giữa sân trông rất ngớ ngẩn rồi. Romi vào chung kết, tôi nghĩ là như vậy và hoàn toàn xứng đáng với những gì mà anh ta đã thể hiện trong trận này. Tụt về vạch một.
Hết rồi, và suất chung kết đầu tiên gọi tên Romy. Một trận đấu mà tay chơi người Indonesia đã chơi quá lân lướt so với đối thủ của mình. Vâng, vừa rồi là một trận đấu quả thật là người ta đã nhìn thấy quá nhiều những vấn đề của Marucci, chuyền bóng hỏng nhiều, tấn công vô cảnh, phòng ngự không chắc chắn, cũng không rõ là vì lý do phong độ hay là do vấn đề đường truyền, nhưng thực sự trận đấu vừa rồi là một trận đấu mà Romy giành chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng, có lẽ là một trong số những chiến thắng thuyết phục nhất ở trong giải đấu này. Romy sẽ là cái tên đầu tiên góp mặt trong trận thi đấu chung kết, và ngày mai thì chúng ta sẽ tìm ra cái tên còn lại giữa game thủ Kwabaksa và game thủ Evander. Thêm một lần nữa thì chúng tôi xin phép được gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ Choáng đã luôn luôn đồng hành cùng với giải đấu này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Bye bye anh em. Tháng 6 này, 24 game thủ hàng đầu châu Á sẽ cùng nhau tranh tài trong giải đấu mang tên Choáng Super Cup, nơi tìm ra nhà vô địch đích thực, nâng cao danh hiệu cao quý. Hàn Quốc, cái nôi eSports châu Á, đối thủ mà mọi game thủ đều phải ra trực. Indonesia, tư duy chiến thuật đỉnh cao, khả năng phối hợp đẹp mắt là những gì mà những chiến binh Garuda có thừa. Khoa học, kiên trì và vô cùng thực dụng, Nhật Bản hứa hẹn sẽ đem đến sự mới mẻ cho giải đấu. Trung Quốc từng là cơn ác mộng với rất nhiều đối thủ, nhưng chú ngựa ô Hồng Kông sẵn sàng tạo nên những điều đặc biệt. Thái Lan, bầy voi chiến xứ chùa vàng, quyết tâm cho mục tiêu cao nhất. Và chủ nhà Việt Nam, đại diện quen mặt ở giải đấu tầm cỡ, sở hữu dàn game thủ tài năng bao gồm đương kim vô địch Đông Nam Á hiện tại. Đặc biệt, hai game thủ xuất sắc nhất giành tấm vé vào chung kết giải đấu sẽ có cơ hội so tài với hai game thủ hàng đầu thế giới, bao gồm Etorito, game thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Juventus, hai lần vô địch thế giới, và một game thủ giấu tên hàng đầu thế giới khác, hứa hẹn sẽ đem đến những trận cầu ở chất lượng cao nhất. Ai sẽ trở thành nhà vô địch? 6 bảng đấu, 24 game thủ và 51 cuộc so tài đầy lửa. Toàn bộ giải đấu sẽ được trực tiếp độc quyền trên hệ thống Official Pass Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 16 tháng 6. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 55 triệu đồng. Choáng Super Cup hơn cả một giải đấu. Tháng 6 này, 24 game thủ hàng đầu châu Á sẽ cùng nhau tranh tài trong giải đấu mang tên Choáng Super Cup, nơi tìm ra nhà vô địch đích thực, nâng cao danh hiệu cao quý. Hàn Quốc, cái nôi eSports châu Á, đối thủ mà mọi game thủ đều phải ra trực. Indonesia, tư duy chiến thuật đỉnh cao, khả năng phối hợp đẹp mắt là những gì mà những chiến binh Garuda